Gặp Arnold. Anh ấy định nhảy qua Grand Canyon trên cái ván trượt và đạt 10 triệu lượt xem trong một ngày. Ôi! Arnold, đúng là anh mà. Vâng, hôm nay chắc chắn không phải là ngày của anh. Anh trông không ổn lắm, nhưng rất đáng. Anh ấy đã khiến nhiều người thấy vui. Chờ đã, anh đang hôn mê ư? Nhìn anh, tưởng như anh đã chết, nhưng bên trong thì vẫn còn sống. Trong khi hôn mê, anh không thể phản ứng với các kích thích bên ngoài. Vì thế, anh sẽ là fan K-pop đỉnh nhất và có thể nghe đi nghe lại một bài hát trong nhiều năm. Con người có thể hôn mê từ vài ngày đến hàng chục năm. Edut Obara hôn mê ở tuổi 16 và trải qua 42 năm như vậy. Theo lời kể của bệnh nhân, trong thời gian hôn mê, họ cảm thấy như một loại vật chất nào đó. Họ lang thang dọc theo hành lang dài và ẩm thấp, mê cung, đi qua các cơ chế phức tạp. Mức độ hôn mê được xác định bằng thang điểm hôn mê Glasgow. Trong đó 15 điểm là ý thức rõ ràng và 3 điểm là bại não. Arnold, họ sẽ tắt máy đó. Dậy đi và mình hứa không thí nghiệm lên anh lần nào nữa. Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Cố lên Ani, anh làm được mà. Hôm nay anh đi làm việc tốt đấy hả? Tất cả chỉ vì bánh donut thôi sao? Anh tệ thật đó. À, không phải lo. Hôm nay anh sẽ có cơ hội làm một việc cực kỳ tốt. Virus tiêu chảy từ Trung Quốc đã lây lan ra khắp hành tinh. Nhưng tôi đã biến máu của anh thành loại vaccine duy nhất. Thế giới này có tới 7 tỷ người, tất cả đều đang săn lùng anh. 195 quốc gia đã đăng ảnh của anh lên toàn bộ các phương tiện truyền thông. Anh nằm gọn trong các cơ sở dữ liệu của cảnh sát và không chỉ cảnh sát. Những lực lượng đặc nhiệm giỏi nhất thế giới cũng theo dõi anh. MI6, Cục Tình báo Anh, cơ quan tình báo lâu đời với 100 năm hoạt động. ISI, cơ quan tình báo quân sự Pakistan, với số lượng nhân viên đông nhất thế giới, 10.000 người. CIA, cẩn thận nha Annie, họ chuyên về tra tấn. Cơ quan tình báo Canada, với ngân sách điều tra lên tới hơn 507 triệu đô. Anh nghĩ mình có thể trốn khỏi bọn họ thật sao? Anh có mặt trên mọi trang mạng ở mọi chiếc điện thoại. Anh nổi tiếng hơn cả Greta Thunberg rồi. Chắc chắn cô ta rất ghen tị với anh, vì dù sao, anh cũng thực sự có thể cứu được nhân loại. Chỉ cần cho họ máu thôi, cho đến tận giọt cuối cùng. Các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất từ các quốc gia đã tìm tới anh. Hải quân SEALS Mỹ, Hiến binh quốc gia Pháp, đội báo tuyết Trung Quốc. Nhưng tất nhiên, ngay cả một em học sinh cũng có thể bắt anh. Big Brother đang nhìn anh đấy. Chỉ riêng tại New York đã có khoảng 20.000 camera giám sát. Chúng chụp ảnh so sánh khoảng cách ngũ quan gương mặt anh như mũi, mắt, miệng. Dữ liệu sẽ được chuyển thành một mã định danh cá nhân, mã khuôn mặt và được xác nhận với cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, ở các trang mạng tối, bất kỳ ai cũng có thể mua dữ liệu hình ảnh từ các camera tại quán cà phê, bệnh viện, trung tâm mua sắm, thậm chí ngay gần trụ sở chính của FBI. Nghĩa là họ có thể tìm ra anh đã ở đâu chỉ 5 phút trước. Cầm lấy đi, chiếc kính có tích hợp đèn LED hồng ngoại này sẽ giúp anh giấu mặt khỏi camera. Nhờ nó, khuôn mặt của anh sẽ giống như một điểm mù phát sáng mà thôi. Chờ chút đã, còn cục pin. Như vậy vẫn chưa đủ. Anh phải cải trang đi. Lẽ ra anh không nên ăn nhiều donut như vậy. Chúng đã gây ra sự tích tụ quá nhiều khí ga. Hóp bụng vào nào. Nhìn được rồi đấy. Nhưng chó nghiệp vụ sẽ tìm ra anh nhờ mùi axit butyric, một thành phần có trong mồ hôi của anh. Làm vậy cũng vô ích, chỉ cần 1 gam mồ hôi cũng đủ để chú chó ngửi ra anh từ tận trên nóc tòa nhà 10 tầng hoặc sâu 5 mét dưới hầm bê tông. Tính riêng tại Hoa Kỳ đã có tới gần 7 triệu máy bay không người lái. Đừng vẫy tay nữa, mau cầm lấy thứ vũ khí đặc biệt này đi. Khẩu súng này phát ra một luồng lớn bức xạ điện từ nên anh không cần ngắm bắn. Nó đủ để làm nhiễu sóng các thiết bị bay, khiến chúng bị mất kết nối với máy chủ và rồi mất kiểm soát. Anh làm trò gì vậy? Trà trộn vào đám đông đi, đồ ngốc! Chà, anh phải hôn rồi. Đừng lo, Arnold. Họ sẽ thả anh đi nếu anh trả lời đúng hết. Vậy, thử đoán xem người trong hình là ai? Sai rồi. Và còn người này. Sai nốt. Cố gắng lên nào, chàng trai. Những thí nghiệm như thế này đã từng được thực hiện vào những năm 1950 tại Mỹ. Họ muốn phát triển khả năng tâm linh của quân đoàn nhằm có được lợi thế trong chiến tranh lạnh. Vật thí nghiệm sẽ được chú uống LSD, vì LSD có thể tăng hoạt động của các dây thần kinh lên mức cực đại. Arnold, sống lại tinh thần đi nào. Ngay cả một chú chuột cũng có thể học nhanh hơn anh đấy. Chà, thật ra thì đây chẳng phải chuột thường. Chúng ta đã được cấy chip vào não. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng xung thần kinh có thể truyền từ xa vào năm 2013. Những chú chuột đã được thả ở những thành phố khác nhau, nhưng chúng vẫn biểu hiện như nhau. Nhiều vòng mạch điện tử đã được cấy vào não chúng và Internet nữa. Có vẻ như Elon Musk đang định thử hết mọi biện pháp cùng lúc để anh nâng cao phần giao cách cảm đấy. Arnold, dừng lại! Anh chưa có thành thạo kỹ năng mới mà, anh bạn. Thấu thị có nhiều lợi ích lắm. Giờ thì chẳng ai có thể giấu anh thứ gì rồi. Nhưng phải cảnh báo anh này, anh sẽ không thích mọi suy nghĩ của họ đâu. Lợi ích trong mối quan hệ, anh có thể biết được rằng bạn đời của anh có yêu anh hay không. Anh cũng có thể hiểu được tiếng của động vật và cũng có thể tìm được bạn tâm giao nữa. Thế nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai cũng biết người khác nghĩ gì? Một thế giới lý tưởng không còn sự giả dối hay hiểu lầm. Hay là không? Này anh bạn, đừng có tức giận nếu như anh ta nghĩ mũi của anh có nhiều mụn. Ôi trời ạ, đúng là thảm họa mà. Không Annie, dừng lại. Đừng có nghĩ điều đó. Anh ấy đã đóng gói đồ đạc cho cá ăn và sẵn sàng bắt đầu một cuộc hành trình tuyệt mật. Ta ra, ngay trước mặt bạn là thế hệ mới của DeLorean. Tôi đã nâng cấp chiếc Tesla này để bây giờ bạn không chỉ có thể đi du lịch đến một thành phố khác mà còn đến một năm khác, 1986 chẳng hạn. Đến nơi rồi, chúng ta đang ở nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Chỉ vài phút trước khi thảm họa xảy ra, Arnold mang theo máy ảnh, bạn sẽ quay lại vụ nổ trên đó và tôi sẽ đăng video lên YouTube, đảm bảo có ít nhất 20 triệu lượt xem. Hết pin phải không? Sạc pin thôi. Đó là một cửa hàng châu Âu. Cắm điện vào. Bạn cần một bộ chuyển đổi, hoặc tôi đoán là chưa. Vì vậy tất cả là do bạn. Không thành vấn đề. Bạn cần phải ra khỏi đây, nhanh lên. Có một bộ dự trữ năng lượng trong hộp găng tay. Cắm nó vào xe. Chết tiệt, phải mất ít nhất 60 giây để sạc. Lấy bộ đồ bảo hộ ra. Chỉ nhìn vào xung quanh, bạn sẽ không biết rằng mình đang ở trong vùng phóng xạ. Nhưng thực tế, mức phóng xạ ở đây rất lớn. Đó không phải là những gì tôi mong đợi. Có lẽ bạn đã đổi túi với ai đó. Với bức xạ trên 500 roentgen, tóc và móng tay của bạn rơi ra lập tức. Da bạn chuyển sang màu đỏ và tất cả những bệnh bạn mắc phải sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng thật may mắn, bạn sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều bởi vì bạn sẽ hôn mê trong 3, 2, ô, bạn đã kiệt sức rồi. Điều này là do bức xạ ở đây là 20.000 roentgen mỗi giờ. Và đây là chú cá yêu thích của tôi, Toby. Hôm nay ta sẽ hoán đổi tâm trí của họ. Sẵn sàng chưa Toby? Bắt đầu thôi. Xem nó diễn ra thế nào nhé. Ano, nếu là anh, đưa nước 3 lần nào. Bây giờ vẫy vây đi. Được rồi, quay xung quanh. Lộn ngược nào. Vâng, giờ tôi có thể chắc chắn rằng đó là anh. Toby, hư quá đấy. Đặt bể cá lại đi. Whoops. Ano, nín thở nhé. Anh sẽ chết nếu hít phải dịch vị đấy. Ta có 7 giây để bơm hết axit ra khỏi dạ dày. Khi anh bơi qua thực quán. Anh ngất à, giống như chú cá piranha thực sự. Khi ở bãi cạn, chúng có thể dễ dàng moi ruột cá con bò chỉ trong 10 phút. Nhưng khi piranha ở một mình, nó ngất vì tiếng sột soạt nhỏ nhất. Cá cần nhiều nước ngọt, do đó ta đổ đầy nước vào 4 lít dạ dày có thể chứa. Này, ăn nhẹ đi. Món ăn yêu thích của Toby. Nhưng hãy cẩn thận răng nhé. Cú cắn của piranha mạnh hơn bất kỳ sinh vật nào trên trái đất, kể cả khủng long. Điều cuối cùng bạn muốn bây giờ là một cái lỗ trong dạ dày. Thực ra tôi có một kế hoạch. Toby, hãy mở miệng và cố gắng đẩy Ano ra. Ano, anh bơi đến lối ra. Nào các bạn, cùng thực hiện nhé. Ano, hình như anh đã nhầm lối vào với lối ra rồi. Tắt Google Map đi và thu thập thông tin thôi. Toby, hãy cố gắng để anh ta ra nào. Anh không thể ra khỏi đây mà người vẫn khô đâu. Mình để túi thuốc sổ ở đâu nhỉ? Ồ, đây rồi. Tốt hơn rồi. Giờ anh chỉ cần bơi khoảng 4 mét thôi. Mình đã ăn những gì không biết. Mình chưa thấy cái Tamagotchi nào kể từ những năm 90. Nước sắp đầy. Đi về phía ánh sáng nào. Tôi đã lên kế hoạch cho một thí nghiệm hơi dị. Nhưng cũng hay đấy chứ. Phải không Ano? Này Ano, anh đang đọc gì thế? Một, hắn ta có thể đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Ani, có chắc là anh muốn đọc cái này ở công viên công cộng không? Dấu hiệu thứ hai của một kẻ tâm thần, đó là hắn ta có mang vũ khí bên người. Anh có chắc là anh muốn đọc tiếp dấu hiệu thứ ba không? Hắn có cặp silicon. Đợi đã, không phải rồi. Hắn ta sẽ tấn công bất thình lình đấy. Cứu lấy mình đi, Ano. Tìm cách đánh lạc hướng hắn rồi trốn sớm đi. Thôi kệ đi. Anh nên chạy ra chỗ công cộng có nhiều người chú ý ấy. Sao không có ai đáp lại hết vậy? Các nhà tâm lý học khuyên rằng hãy la cháy thay vì giúp với. Mọi người sẽ chú ý đến anh nhanh hơn đấy. Gọi cho cảnh sát cũng là một ý hay. Giờ thì 48 tiếng sau khi anh chết, họ sẽ bắt đầu truy tìm anh thôi. Đùa thôi mà, cứ đợi họ đến đi. Và giờ tập hết rồi đấy. Có vẻ như anh đã chạy thoát rồi. Nhưng đừng lơ là cảnh giác chứ. Vài kẻ điên có thể truy tìm nạn nhân hàng tháng đấy. Và cũng đoán được chính xác nơi mà nạn nhân sẽ đến. Nhân tiện thì trốn vào mấy hẻm tối thế này không phải ý hay đâu. Có vẻ như chẳng có thứ gì có thể giúp anh rồi. Chứ, chà, cái đó có khả năng đấy. Thứ đồng cảm với kẻ giết người đi. Động cơ của chúng có thể khác nhau. Một vài tên thì thích sức mạnh. Vài tên có thể bị ảo tưởng. Và một vài tên tự cho mình là kẻ thanh lọc xã hội. Nhưng tất cả bọn chúng đều cô đơn và đau khổ đến tận tâm can. Nên là nếu anh đụng chúng chỗ ngứa thì có khả năng sống sót được đấy. Đúng thế, anh sẽ phải chịu đựng một vài thứ đáng sợ và lắng nghe những ý tưởng điên rồ của hắn ta. Nhưng rồi cũng kết thúc thôi. Mấu chốt là đừng để lộ cảm xúc thật của mình ra. Ano, dậy ngay đi. Tôi có bất ngờ cho anh nè. Yên tâm, anh biết là tôi về phía anh trong chứng sợ giao tiếp mà. Nên là tôi đã giúp anh đến một nơi sẽ chẳng ma nào làm phiền được. Tuyệt vời chưa? Đỉnh của đỉnh Everest. Ngọn núi này còn có tên khác là Chomolungma. Đây là nóc nhà của quả đất luôn đó. Tiện thể thì, sơ qua, anh nợ tôi 50.000 đô la. Đây là giá trung bình để tham quan khám phá ở đây đấy nhá. Để mà sống sót ở đây thì phải có trang bị cấp cao. Dù sao thì ở đây cũng siêu khan hiếm oxy và lạnh phát khiếp được. Ano, leo xuống nào, nhanh lên, ít nhất là 1 km nữa. Mau lên Ano, nhưng mà đi từ từ thôi nha. Nồng độ oxy ở đây chỉ bằng 1/3 bình thường. Cố mà giữ sức đi. Thiếu khi thở sẽ làm não anh mất nhận thức luôn. Lăn bò được 5 mét trong 3 giờ nghe có vẻ chậm chạp quá rồi đấy. May phết là gió ở đỉnh này thổi với vận tốc 200 m/giây. Và nó giúp anh được đấy. Anh bay được tận 8 km chỉ trong 3 phút nha. Nhưng cẩn thận đó, đập vào sườn núi như chơi. May cho anh rơi vào đống rác rồi. Du khách tham quan Everest thải lắm rác trên núi đến mức chính phủ phải trả 2 đô cho mỗi cân rác được thu thập xuống dưới. Ồ, có vẻ anh sắp trả nợ được cho tôi 50.000 đô kia rồi. Arnold, đừng có thở nhiều quá. Ở âm 60 độ C mà thở nhanh vậy thì phổi anh sẽ khô đét rồi vỡ luôn. Mà đã ho ở đây thì anh sẽ ho đến gãy xương sườn luôn. Tôi xin lỗi Arnold, nhưng mà họ không được phép di chuyển người chết khỏi Everest đâu. Vì bất khả thi chứ sao. Tiết lộ nha, mấy cái xác còn được dùng để đánh dấu độ cao của núi đấy. Chà Arnold, ít nhất thì anh cũng trở nên hữu dụng hơn. Ồ, có vẻ anh khoái chỗ này lắm anh bạn. Nhất là sau trải nghiệm lạnh sút người kia. Cơ mà tôi nghĩ anh đang tận hưởng hơi bị quá đà. Chào anh Arnold, có vẻ anh chỉ gặp ảo giác vì thiếu oxy thôi. Có ai đó mang anh về chỗ lửa trại để sưởi người nè. Mừng cho anh vì tỉnh lại. Cơ mà còn đến 6 km nữa cơ mới kết thúc. Không may là tôi nghĩ anh không còn tí sức nào để lết về nhà đâu. Chờ đã, Arnold, tôi có ý này nè. Anh thử bắt chước Marco Schifreddi xem. Năm 2001, người ta xuống khỏi Everest bằng ván trượt tuyết đấy. Tôi tin anh nhất, Arnold. Ê, có vẻ không ổn áp lắm. Hey, có vẻ trò bia đêm muộn hôm qua khá thành công. Nhưng đừng quên là sáng nay anh có cuộc họp với các YouTuber có IQ dưới 60 đấy. Nếu đến muộn thì sự nghiệp anh đi tong. Nên không có thì giờ đi giải đâu. Nhìn đi bạn tôi. Tầm 150-200 ml dịch lỏng thì bàng quang chứa thoải mái. Nhưng sau tầm 400-500 ml là anh thấy căng rồi. Anh hẳn phải nốc nhiều lắm. Có vẻ ông sếp hơi cáu bản rồi. Khá chắc là ông ta không cho anh nghỉ giải lao mà đi tè đâu. Chất lỏng sẽ được lọc qua thận, sau đó sẽ đi qua niệu quản vào bàng quang. Anh sẽ thấy hơi nặng bụng đấy Arnold. Anh phải gồng hết cơ lên mà giữ số nước tiểu đó thôi. Tôi khuyến khích là anh không nên cười Arnold ạ. Hoặc hắt xì hơi hay ho cũng thế. Mấy thứ đó làm lực gồng yếu đi và anh có thể sẽ te dầm đó. Hú đây, giờ giải lao, anh được cứu rồi. Trung bình một người sẽ đi tiểu từ 6 đến 8 lần trong ngày. Ô, anh đen quá Annie. Ở thời cổ đại thì người ta cho phép việc tiểu tiện ở nơi công cộng. Và buồng xí chỉ được chia giới tính từ năm 1792. Ok, hết giờ nghỉ rồi bạn tôi. Đến lượt anh thuyết trình rồi đó. Nếu anh nhịn lâu quá thì cơ bàng quang sẽ dàn ra. Nghĩa là anh sẽ nhịn được lâu thêm tẹo teo. Nhưng việc này khá nguy hiểm. Vi khuẩn và axit ở bóng đái có thể xâm nhập ngược lại thận của anh, tạo ra viêm nhiễm và sỏi thận. Có vẻ là ai cũng tán thành sự không hài lòng của anh với chính sách công ty. Cố lên Arnold, anh có thể nhịn thêm mà. Chỉ 50 người nữa thôi và anh sẽ được tự do. Chà, thế đó, đến lúc về nhà rồi. Arnold nè, tôi khuyên anh đừng di chuyển đột ngột quá. Bàng quang đầy ứ có thể vỡ tung đó. Ngày 20 tháng 7, Arnold đi du ngoạn giữa thiên hà. Sau khi trở lại vào ngày 27, anh không tìm thấy một nam giới nào còn sót lại trên trái đất. Mọi thứ trở nên tồi tệ. Điện thoại và lò vi sóng không hoạt động. Uber được thay thế bằng xe đạp và xe ngựa. Nến lại được thắp sáng trong nhà thay vì đèn. Lý do là tất cả các lĩnh vực trước đây chủ yếu là nam giới làm, nay đã ngừng hoạt động. Arnold, sao anh lại bỏ chạy? Mỗi ngày cơ thể bạn sản xuất tới 70 triệu tinh trùng. Bạn có thể thụ tinh cho tối đa 8 phụ nữ mỗi ngày. Nhưng vì nhiều người thậm chí không thèm đụng vào bạn, người ta đã quyết định thụ tinh tinh trùng của bạn vào tế bào trứng. Và do đó, số phụ nữ mang thai tăng lên 15 triệu. Giờ đây, bạn không chỉ nổi tiếng hơn tất cả chị em nhà Kardashian cộng lại. Bạn đã trở thành vấn đề mang tính quốc gia. phụ nữ làm hài lòng bạn và cẩn thận kiểm tra bạn. Nhưng những điều này có mặt trái. Bạn là tù nhân và không có quyền rời khỏi đất nước hoặc trốn tránh nghĩa vụ của mình. Hạt giống của bạn giá trị hơn bất kỳ kim loại quý nào và sẽ sớm kích động chiến tranh thế giới thứ ba. Này, anh lấy xe ở đâu vậy? Arnold, anh suýt giết chết con chim đó. Bây giờ anh phải gọi taxi cho người phụ nữ này. May mắn thay, đây là con chim sẻ, không phải đại bàng. Tôi nghĩ điện thoại của anh vừa đặt tất cả taxi trên toàn nước Mỹ đến cùng một nơi. Tại Mỹ, khoảng 230.000 người đăng ký làm tài xế taxi. Hơn một nửa trong số đó là tài xế Uber. Tất cả những chiếc xe này nếu xếp thành hàng dài sẽ gây ách tắc giao thông 800 km. 1/3 bang New York sẽ bị tê liệt. Việc thở khi đi trên đường sẽ trở nên khó khăn do lượng khí thải tăng lên gấp đôi so với thông thường. Và do đó bạn sẽ bắt đầu ho, buồn nôn và thậm chí có thể bị đột quỵ. Đừng hy vọng vào xe cấp cứu vì nó sẽ không cứu được bạn đâu. Hoặc 3.000 bệnh nhân khác gọi xe cấp cứu mỗi ngày, mong họ được yên nghỉ. Bạn có thể chớp lấy cơ hội và thử đi tàu điện ngầm đến bệnh viện. Nhưng có 6 triệu người lái ô tô đã ở trên tàu điện ngầm. Vì vậy hôm nay có khoảng 11 triệu người xấu xa, tức giận và trễ giờ gì đó. Này, anh ta là nguồn cơn của mọi vụ tắc đường đấy. Tội phạm đã cướp nửa số cửa hàng trong thành phố bởi vì cảnh sát không thể ứng phó với hầu hết các tội phạm. Arnold, tôi nghĩ tốt nhất anh nên ra khỏi đất nước này. Anh có ngạc nhiên khi mình là hành khách duy nhất trên tàu bay không? Chiếc Boeing 767 này là của hãng hàng không nguy hiểm nhất thế giới, Scam Air. Ngay sau khi công ty được thành lập năm 2003, một chiếc phi cơ của hãng đã chạy khỏi đường băng khi đang hạ cánh. Các hành khách đều bị thương, nhưng may mắn là không ai thiệt mạng. Một thời gian sau, lại một chiếc phi cơ khác đã biến mất khỏi radar chỉ nửa giờ trước khi hạ cánh. Phải mất 2 ngày tìm kiếm mới phát hiện. Nó bị đâm vào vách núi và trong 104 người trên khoang, chỉ có vi khuẩn là còn sống. Quy tắc số 1 trên máy bay, luôn thắt dây an toàn. Mật độ không khí thay đổi liên tục. Hãy tưởng tượng, mùa hè, anh đang bay qua một cánh đồng với những làn gió ấm áp thổi lên máy bay. Thì đột nhiên, cánh đồng kết thúc. Anh chuyển tới một hồ nước lạnh ngắt. Máy bay không còn những làn gió ấm áp tác động. Và anh bắt đầu... Sự nhiễu loạn gây ra rung lắc khiến máy bay có thể hạ 3 mét độ cao. Và tất cả những điều này xảy ra ở vận tốc 800 km/h. Và nếu không thắt dây an toàn, khi lực G đột ngột bằng 2 này, anh tiêu đời rồi. Từng va chạm với ghế ngồi đều sẽ làm anh gãy xương sườn, trẹo tay, vỡ hộp sọ và sau đó còn cái nịt. Không khí loãng thải ra từ động cơ máy bay thu hút sét nhiều hơn bất cứ thứ gì trên mặt đất. Nhưng điều thú vị nhất đó là những chiếc máy bay lớn thường tự tạo ra sét. Dòng điện hàng trăm nghìn ampere sẽ từ đuôi máy bay phóng ra các đám mây và từ mũi máy bay phóng thẳng xuống dưới đất. Sét sẽ đánh vỡ kính chắn gió và vô hiệu hóa toàn bộ các thiết bị điện tử. Bám chắc vào Arnold, cú hạ cánh này sẽ còn kinh khủng hơn đống râu trên mông của dì anh đấy. Ôi Arnold. Xin lỗi, nhưng anh trốn không thoát đâu. Ngay cả ở độ cao 5.000 m, anh vẫn phải làm việc trên kênh YouTube đấy. Anh định bay đi đâu? Ít ra cũng xem bản đồ đi chứ. Ồ, hình như anh đã bay thẳng đến tam giác Bermuda, nơi có những lời đồn đại về sự mất tích của máy bay và tàu thủy. Arnold, đôi cánh với quần áo của anh đâu hết rồi? Xem ra lời đồn đại là có thật và anh chuẩn bị biến mất. Khoa học không thể giải thích được những chuyện kỳ lạ xảy ra tại tam giác Bermuda. Tuy nhiên, vẫn có một vài thuyết ngụy khoa học. Mà theo đó, những thứ biến mất ở đây đều được chuyển tới một vũ trụ song song. Nhìn đi, mọi thứ có hơi khác một chút. Ngay cả chú chó kia trông cũng hơi lạ. Như anh thấy đấy, ngôi nhà của anh cũng thay đổi rất nhiều. Tôi khuyên anh nên cẩn thận khi đi vào. Gặp Arnold. Đây là Arnold. Chỉ là Từ một vũ trụ song song, anh ấy thành công hơn anh nhiều, với hẳn một bộ GMS sành điệu. Và anh ta có vẻ không thích anh chút nào. Dưới đáy tam giác Bermuda chính là thành phố thần thoại Atlantis. Đừng hỏi nha, vì tôi cũng không biết tại sao người Atlantis cổ đại lại cần máy bay với tàu thủy làm gì. Nhưng những truyền thống và phong tục cổ đại rất khắc nghiệt. Người như anh sẽ bị bắt làm nô lệ ngay. Nếu như làm không nổi, anh sẽ bị dùng làm nhiên liệu cho những con tàu hơi nước. Cẩn thận Arnold. Có thuyền tới, còn một giả thuyết nữa, tất cả những gì xảy ra tại tam giác Bermuda đều là do người ngoài hành tinh. Có lẽ họ lấy các phương tiện để nghiên cứu về công nghệ loài người, hoặc để trưng trong bảo tàng. Cứ nhìn vào cả đống đồ đang bày ở đây là rõ. Vì người ngoài hành tinh không giỏi nhận dạng vật sống trên trái đất, nên anh được xếp chung với nấm. Đừng tức giận nhé Arnold. Có thể là bởi vì kiểu tóc của anh đấy. Anh sẽ không buồn chán lâu đâu. Người ta nói người ngoài hành tinh bắt cóc con người vì một mục đích khác. Anh phải mang bầu đứa con ngoài hành tinh của họ. Tội nghiệp Arnold, người ngoài hành tinh không giỏi nhận biết giới tính.